Các bạn sau khi đã thiết kế đồ gỗ xong rồi, bọn tôi cũng phải hàn một khúc hàn và làm sơ khai những cái chung một format cơ bản. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi định dạng chính. Ở trên đây thì chúng ta thấy ở đây cái mẫu này nó nhỏ đúng không? Trên này mẫu CC mang phát hành và nó nằm phía bên phải này, góc bên phải, nhưng mà nó là canh, nó canh giữa ha. Thì chúng ta mở cái lớn ra để thấy cái này nhỏ lại thôi. Chúng ta cho nằm bên giữa, nhưng mà cho qua chúng ta nhìn cái này để di chuyển. Rồi, ví dụ như này nó bị xuống là chúng ta lùi lại thôi. Rồi, bây giờ chúng ta cho cái phông nó nhỏ lại. Cái phông một chút còn lại. Rồi, giả sử cái này khoảng cách hai cái dòng này nó lớn, chúng ta muốn giảm lại thì nó bị trên hai chiều ở đây. Chúng ta có thể đưa về một mà, hay là option single một, hay là ok nó tối thiểu là một rồi ha, 1,5 gấp đôi vân vân. Start thì okay, thì cô nghĩ là single là phải nhất rồi. Rồi bây giờ cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì mình thấy đây là in cái kiểu hoa hết đó. Nhưng mà chúng ta chỉ gõ cho có chữ hoa thì sống đam vào trong cái phần A hoa và A thường này, chọn xuống in hoa hết thì đây chính uppercase đó. In hoa hết nó sẽ có từ in hoa. Quan trọng nhất là chúng ta phải gõ nội dung có chữ đúng rồi, còn định dạng khác là chúng ta làm sao. Nhưng nãy giờ cô video trước thì cô không nói gì hết, cô chỉ gõ có một số thao tác thì các bạn cô tiền xử lý ha. Cái này chúng ta thấy nó nằm ở giữa ha, thì ở đây chúng ta tìm ở đây thành ở giữa này đó. Rồi hình như nó cũng yên đậm đúng không, chúng ta cho nó đậm lên ha. Và tương tự ở đây độc lập, tự do, hạnh phúc, nó không cần chỉnh gì về test, chỉ cần mình giữa và đậm. Rồi chúng ta chưa đậm đúng không? Rồi bây giờ chúng ta thấy nó có một cái đường line như thế này thì chúng ta có thể là insert một cái shape hình thêm một cái đường line. Ở đây đường line nó hơi đậm thì chúng ta vào trong cái ông chúng ta đã vẽ cái đường line. Họ thấy hơi bất ngờ là ví dụ thấy ở đây nó đường xanh thì không sao, chúng ta đổi về màu đen mà thấy nó đậm hơn thì chúng ta vào trong cái phần save outline thì có cái weight, có nghĩa là cái kích cỡ của nó, thì không muốn đậm lên bao nhiêu thì chúng ta đổi. Rồi nó đậm chưa vừa ý thì nâng nó lên, ví dụ nâng lên đến này, mức độ cỡ đây ha, ok. Rồi mà chúng ta di chuyển ha. Rồi độc lập tự do hạnh phúc ở đây, tờ khai căn cước công dân người ta tôi biết có nội dung cơ bản. Đây chúng ta sẽ cho ở giữa nhưng mà nó to hơn các bạn, nó to thì chúng ta dùng cái mũi tên ở cái chữ A này, mũi tên cao trên nó to, và dĩ nhiên là nó cũng phải là chỉnh về uppercase hết này ha. Chúng ta có thể như thấy im động đó, người ta im động đó, rồi người ta zoom to ra nữa. Rồi nhưng mình hình như nó to, hơi to quá, chúng ta xuống lại một chút, ok. Rồi tới cái phần dưới này, họ chữ điểm tên thì thông thường mà chúng ta thấy nó đã có cái phần trên này á, thì lúc nãy thì cô dùng cái footnote hả, layout cô dùng footnote. Nhưng mà thực ra nó quan trọng ở đây nó chỉ ghi 1, 2, nhưng mà cái trang này nó không có ghi là 1 là gì, 2 là gì, thì chúng ta có khi chỉ cần đơn giản là nếu mà footnote dùng ví dụ layout reference to insert footnote ở đây số 1 chẳng hạn, nó sẽ tự đánh số nhé, thì ở dưới trang này chúng ta có chỗ để mà ghi ha. Còn nếu mà ở đây trường hợp này nó trùng á, chỗ này 1 dưới này nó cũng 1 đúng không, các bạn thấy xuất hiện trùng ở đây này, thì thực chất chúng ta chỉ làm footnote một chỗ thôi, những chỗ khác thì chúng ta dùng cái dạng này về home, dùng cái dạng là cái số nằm trên đó các bạn, như là nằm ở đây không phải nằm đây. Đây cái số nằm trên, cái x nằm trên này giống như số mũ vậy đó, chúng ta ghi số 1 rồi bởi vì nó trùng nhau. Còn nếu mà chúng ta cứ insert theo kiểu là footnote thì nó không có cho lặp lại một như vậy các bạn nhé. Rồi có nghĩa nếu muốn có
cái phần mà dưới cuối trang này á, để chúng ta gõ một là gì, hai là gì, vân vân á, thì chúng ta nên dùng footnote. Nhưng mà nếu cái này nó lặp lại thì cái lần thứ hai nếu mà dùng lại cái số 1 nằm ở trên á, thì chúng ta không có nên add một cái footnote mới. Bởi vì khi add một footnote mới thì nó nhảy số 2 chứ nó không bao giờ cho mình ở đây là số 1 hết. Và đây chúng ta khi mà chúng ta muốn lặp lại như vậy thì chúng ta sẽ xài cái số mũ này, cái số mũ x trên cao đó cho Hà Phương dùng phút đầu nữa ha. Ok, và đây chúng ta lại thiếu thì thiếu cái dấu chấm 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 và đến cái biên đúng không? Đây thì chúng ta sẽ có một cái gọi là insert, mà chúng ta sẽ chọn là insert cái tab, thì xem cô nhớ nó nằm ở cái nhóm nào đây. Right down một click ở đây này, ở trong cái ruler là cái này gọi là cái thước á, thì thước này là vào các bạn trong cái view á, thì các bạn thấy ở đây có tùy chọn ruler muốn hiển thị muốn tắt thì đây là ruler, và các bạn chỉ cần giúp đôi thì nó sẽ ra cái setup của page và nó sẽ có cái phần nếu cô nhầm thì sẽ có phần tab ở trong cái này version nó lấy ao làm ra ta hay đơn giản, thông thường thì cô sẽ bấm cái dưới này, ví dụ ở đây cô không mới đắp đôi mà cô đắp đơn, ví dụ cô làm đơn ở đây, vị trí cô sẽ cho tab là bắt đầu ở đây nè, các bạn thấy hiển thị này không, cô nhấp đôi vào nó, ok nhấp đôi, nhưng mà nhấp đôi ở đây thì nó cũng phiên bản này nó ok rồi, các bạn sẽ vào cái nhấp đơn nó đây là phía trái và cô sẽ nhấp đây. Để cô xem lại nhé, cô nhớ là có cái chỗ nói liên quan tới tab. Ok, rồi chúng ta vào file, làm home, nó sẽ nằm ở cái chỗ như không nhầm paragraph. Ok, mở cái paragraph ở xem. Ok, đúng rồi, cái indent và indent space. No. No. Insert. Nhớ ở trong này và nó sẽ nằm trong có cái chỗ nằm tab. Có space. Mở to ra xem mẹ đủ này. Nằm trên cái ở đâu đây? Page symbol command name name insert. No. Share online common creator test. Is a test. No. Right now. Những lúc tác tác như nó chạy thì ra, nhưng mà tại sao không nhúc? Lay out different order here for this paper margin document race. No, ok, cô sẽ mở ra một cái đây là tab window là 2012 2001 chứ 2016 ok 2016 rồi thì phiên bản tốt hơn dùng từ đầu vậy. Thì đây chúng ta có một cái đường dẫn ở đây, giảm tác rồi chúng ta thấy ok vào bài graph. Định dạng tab trong 26 thì nằm ở bar graph.
Ok, không sao hết. Rồi chúng ta sẽ vào Paragraph và chúng ta sẽ có cái tab. Ok, tab ở đây. Rồi thì ở đây chúng ta thấy hiện tại cái dòng mình đang đứng thì có một cái tab nó ở đây. Thấy không? Ở đây 175 đây đúng không? Và sau này là 63 mấy đó hả? Đây cô muốn xóa thì cô chọn này. Rồi cô delete nó đi. Ví dụ cô clear all là cô xóa hết. Rồi bây giờ cô tạo một cái mới thì dĩ nhiên có thể là cái định vị bên này cô đếm trong biệt thì cô giả sử ở đây có sẵn này, các bạn cứ kéo cầm và kéo thả nó xuống dưới này là tự biến mất là không có sao hết. Bây giờ chúng ta định vị ở đây từ 2 chẳng hạn ha, và từ 2 và đến 6 rưỡi hả. Rồi bây giờ chúng ta sẽ right click ở đây, chúng ta vào grab tại dòng nhé, nó theo dòng nó các bạn nhé. Rồi chúng ta sẽ vào cái tab ở dưới này, rồi sau đó chúng ta thấy vị trí 2 này và 2 này á. Và cái kiểu của nó là không có gì cả. Nếu chúng ta bấm tab thì nó cứ kéo dài và nó vẫn trắng thôi, nhưng bây giờ trường hợp của mình á thì chúng ta mong muốn là cái form này này là chấm 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 đúng không? Thì chúng ta sẽ vào đây và chúng ta sẽ tìm ở đây, ví dụ là chấm 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 theo 2 hay 5, thì như 5 nó giãn hơn, tôi sẽ 5, chọn 5. Và nó là tab stop before, tab stop là 0.5, nó nghĩa là chạy tới 0.5 thêm thôi, nhưng mà chúng ta muốn nó chạy tới 62 đúng không? 62 mà 2 thì nghĩa là 42 đúng không các bạn? Ví dụ ở đây cô muốn nó chạy đến 4.2. Chúng ta thử thôi nhé. Thì nó như thế nào ha? Rồi cô bấm ok. Rồi ở đây cô tab. Oh yes. Ok, cô kéo cái thả này xuống. Nhưng mà tại sao giá này các bạn hình như có vấn đề gì đó, nó thuộc hơi xuống đây bởi vì cái kiểu của nó là kiểu left và kiểu right đó các bạn. Yes. Đúng rồi, nó khác cho nên là graph tab cái 6 này này cô phải clear nó đi, và cái 2 này cô cho left, rồi cô set đúng không, cái lập nãy giờ rồi cô set. Rồi cô cũng ok thử nha. Thì bây giờ cô tới đây thì sau đó nó đi một khoảng, sau đó nó trắng lại. Ví dụ ở đây này các bạn thấy hình dung chúng ta có tab này, này một cái tab ở đây, cô và đi đi trắng rồi nó xuống rồi nó kéo dài vậy thì có vấn đề gì đây. Thì chúng ta xem lại cái đoạn kết lập tab của chúng ta đây nhé. Và click lại là graph là chấp nhận nghĩa này tab thì tab số 2 default tab stop. Ok, cô nghĩ cái này là cô xóa cái lề đi, rồi cô sẽ tạo một cái cũng là cái từ left, cô muốn có cái này và cô tab stop từ hai rồi set cho nó là 5, set nó để nó có một cái nằm dưới, rồi sau đó là cô nên là điều cho tab stop. Ok, nó thử không nằm nó ra cái gì. Rồi thì bây giờ chúng ta thử tại vị trí con trỏ này đó. Cô biết cô ra click thì có bao nhiêu tab này, thì nó chỉ có một cái tab thôi đúng không, tab 2 này nó kiểu nằm. Thì bây giờ là chúng ta sẽ xem nó chuyện như thế nào nhé. Cô tại vị trí đây cô bấm nút tab trên mặt hình của cô này các bạn thấy nó sẽ ngắn chút xíu rồi sau đó trở lại nguyên bản và nguyên bản chút xíu vậy thôi sau đó nó trắng lại Vậy bây giờ cô thử cô play around với các bạn thôi. Ctrl Z này để về lại đơn gốc, cô right click, cô xét lại các cái này tab ở đây 0.5 thì bây giờ cô cho lên 4 đi và cô lưu nó lại nữa. Ok, cô lưu bây giờ nó, cô bấm ok. Rồi bây giờ cô tab thì nó cũng chỉ như vậy thôi. Rồi bây giờ mình thử là cái này chúng ta cứ làm vui làm tới để cho quen rồi play around, đổi đi, đổi cái kiểu là alignment là center, nó thử lên nha các bạn. Thì và chúng ta cũng set cho nó về 4 đúng rồi, chúng ta set
Ok, vậy chúng ta Grab, chúng ta vào tab kiểm tra lại hai chúng ta. À, nó tại sao nó chỉ không thấy năm này, nó không cho bốn vậy? Chúng ta thử rồi luôn, chúng ta set rồi chúng ta ok. Ừ, thì các bạn hình dung đi, nó có cái tab và những cái dòng khác nó bị ảnh hưởng luôn à. Rồi ví dụ ở đây tại cô bấm tab cái á, nhưng mà nó không có nó kiểu như thế này, bởi vì cái này nó được align theo cái dấu của số 2 này à. Rồi làm nhiều lần tới làm miết vậy đó. Rồi bây giờ ví dụ chúng ta muốn nó là align để tôi tìm hiểu với các loại align mà này. Rồi tôi không muốn là năm, không muốn là phải muốn tăng lên xem nó tăng được tối đa bao nhiêu. Rồi bây giờ và tôi set tôi bấm ok đây tôi bấm yes. Nó cũng chỉ được một chút xíu à. Rồi ok, chúng ta hình như là chúng ta có thể xem được cái phần mà hiển thị dưới này được mà nó không 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 ok đổi chỉ tab stop position align là căn này. Bây giờ chúng ta xem lại align leader kiểu tab sẽ hiển thị ok align là căn lề cho tab rồi stop độ dài alright stop position độ dài hả ok độ dài hai thì nó ok rồi và ví dụ ở đây độ dài là 13 cm và thì tôi tap stop rồi một lần nữa các bạn nhé. Chúng ta sẽ là vào cái grab tab, thay vì ở đây chúng ta có thể là cho độ dài hay vì hai thì chúng ta sẽ có độ dài bao nhiêu ta 20 hả? 10 đi, ví dụ vậy, kiểu 5 này ở dưới thì kệ nó à. Cái hai này chúng ta clear đi, chúng ta ok và kiểm tra lại graph và xem cái phần này ok. Rồi bây giờ chúng ta kiểm tại đây chúng ta bấm nút tab này thì nó dài ra, nó dài 20 ok, nhưng mà 20 thì nó tụt xuống đây mất rồi, cho nên là chúng ta phải right click để mở những cái tab ngay cái dòng này. Có nghĩa là các bạn thấy không, nó theo dòng, nhưng mà những dòng khác là chúng ta cũng hoàn toàn có thể ví dụ cô chỉ cho 7 thôi, 8 rồi 7 thôi, rồi cô set cái lưu lại này, còn 10 thì cô xóa đi ha. Cô ok thì bây giờ là cô control giác lên lại mà cô đúng thì ra chừng này à, nhưng mà cô cảm giác thì giống như cái này là nó cũng không phải là cái kiểu đó, nó phải nhỏ hơn nữa, bởi vì các bạn thấy cái chiều dài ở đây nó tối đa đến 7 thì chúng ta đến 7 thì nó lớn quá, của người ta là cm thì cô cũng không làm về cái chuyện chuyển đổi qua lại á, cho nên chúng ta cứ giống như cứ vọc và tìm hiểu thôi. Ủa, cứ lúc nãy luôn thì 7 rồi mà thì 4 thôi đi, 4.2 hả, ví dụ vậy. Rồi chúng ta set, rồi còn cái này chúng ta clear, rồi chúng ta chỉ có độ dài là 4.2, chúng ta ok. Bây giờ chúng ta bấm tab, nhưng mà ở đây nó trắng thì có thể lúc nãy cái viên tab của chúng ta chưa có chọn cái chấm chấm thôi mà. Như này này, chúng ta chọn độ về chấm chấm và chúng ta set này để lưu lại á. Chọn nó chấm chấm là chúng ta mới bấm ok. Bây giờ các bạn thấy á, tôi nhớ 4 thì nó tới đây, có nghĩa ngang tới 4. Thì bây giờ chúng ta muốn nó tới tới 6 hơn thì chúng ta cứ tới thứ 6, lúc nãy chúng ta 7 10 nó dài quá cho nên nó bị tụt xuống ha. Ok, nhưng mà grab lại tỉ mỉ thôi, những lần đầu thì các bạn thấy nó rối, như sau đó nó sẽ ví dụ 6 đúng không? Tới 6 2 ok. Vị trí thêm ruler là 6 2 và chúng ta nộp cô phải chọn cái này này, cái này cũ và cô chỉnh sửa là 6 đúng không, và cô
vừa sáng hình như nó không có cho chỉnh hay sao ấy. Rồi cô về lại đâu rồi tới mãi cái chỗ này cô về on số hết luôn này. Rồi cái năm này là 6.2 đúng không? Rồi tôi dùng cái đó luôn. Rồi 6.2 là năm này này, sau đó tôi step giả sử hai mươi chấm ok nữa thì các bạn dài ra ok 6.5. Rồi dưới này giả sử cô vẫn right click mình cô sẽ lỗi cô tab nhưng mà không có gì hết thì, bởi vì dưới này cô cũng phải đặt lại giống ở trên ha. Ví dụ cô phải đặt cái mẫu của chúng ta như thế này, các bạn thấy nó cũng phải dài ra thì bây giờ tương tự ở dòng này chúng ta cũng phải đặt nó tại tại ba đúng không trường. Và nó lúc nãy là cô 4 chấm mấy nó chạy tới đây thì được dài của nó 3 và đi sâu 2, 3 đến 2 thì chỉ là 32 thôi. Thì cô sẽ right click ở đây và grab. Thì mình có kinh nghiệm nãy giờ mình mất nhiều thời gian rồi ha. Nãy giờ cô làm rất là nhiều thời gian các bạn thấy đó. 3.2 đúng không? Đặt lên 3.2 và chúng ta muốn nó định dạng này cơ. Và chúng ta thiết lập cho nó. Chúng ta ok rồi đây chúng ta muốn tắt. Nhưng mà 3.2 nó rất là ngắn nữa. Để có đi đây 6.2 ok à ok là cái vị trí ngoài này thì bây giờ chúng ta cũng chẳng biết có việc cái logic của nó đây như thế nào. Ok chúng ta right click cho nó, chúng ta right grab và như do cái kiểu tab của chúng ta là right hay left gì đó. Ok left này 5 đúng rồi. Năm 3.2 thì chúng ta đổi thành 3.2 chúng ta đổi thành 6.2 thì chúng ta xét cái này chúng ta clear đi 6.2 nhưng 6.2 thì về cái này thì chúng ta phải chỉnh lại nè xét đúng không? Và khi về chọn 6.2 này chắc chắn có dấu này chúng ta mới ok đó, thì nó mới cân điểm hai bên ok. Còn ở đây á, thì chúng ta thay á, chúng ta cũng nằm ở 2 và chạy tới khoảng tới một chút đi tới 35 ví dụ 2 đến 35 đúng không? Thì 22 đến 35 thì chúng ta này chúng ta tạo một cái tab khác cho nó đúng không? À, ví dụ đây chúng ta tạo tab cái này nhưng ta đang làm thủ công rất là mệt cho các bạn thì ok trước hết thì chúng ta phải chịu đến đến 32 35 luôn này 5 luôn ok chọn 5 và chúng ta xét ok và khi tab thì mới chạy tới đó chúng ta phải xóa tab tiếp theo và 5 tới đó và bây giờ tương tự ở đây chúng ta cũng số 2 để cho bằng cái trên đó, cho nó đẹp á. Chúng ta phải tab nhưng mà mặc định của nó tab cũng là của mình này nó ngắn chừng đó mà ha. Ok chúng ta trên grab tab quên mất cái cùng một dòng mà chúng ta không có chúng ta chỉ thêm thôi nhé. Chúng ta sẽ thêm no grab tab chúng ta sẽ thêm một cái thằng là 6.2 như lúc nãy của mình đó các bạn. Sau đó chúng ta cũng chọn cái này rồi chúng ta sẽ set thêm 6.2 chúng ta ok ở đây chúng ta có cái bên này rồi và tương tự ở dưới này tình trạng hôn nhân chúng ta thấy nó có đây này ok thì chúng ta có thể là bởi vì bây giờ để làm nhanh á giả sử làm biến thì chúng ta có thể làm cái này được không các bạn? Không được, có vì nó không có số các bạn thấy không? Đó, nghĩa là chúng ta thiết lập một cái tab ở đây. Rồi nhấp đôi để chúng ta định nghĩa nó sẽ được cái tab gì ha. Bây giờ thêm một cách nữa nè. Và từ 2 rồi left
Left nó từ right của giấy thử thôi các bạn nhé. Set. Ok. Để sao? À, right là phía bên kia. Mà không phải, chúng ta không có mong đợi như vậy. Cho nên chúng ta tốt nhất là kéo cái này đi. Và chúng ta add một cái paragraph thêm cái tab của cái dòng này. Ha. Và chúng ta mong đợi là giả sử ở đây, ví dụ ở đây từ trạng nguyên nhân nó sẽ tới, nó dừng ở cái chỗ ba và lăm luôn hả? Lăm rồi cái thiết lập cái này tôi không biết xét là cũng ok ha. Yes đó, đó. Tôi khác dòng sao nó không có hiển thị ra. Không có sao, không có đi, không có sống nữa. À, nhưng hình như nó bị bay mất rồi. 3.5 7. Rồi chúng ta thiết lập cái này, chúng ta xét thì nó mới có trong danh sách này, tính ok. Rồi dân tộc ở đây chẳng hạn, như có cái vấn đề gì ở slide đó thì cô sẽ paragraph rồi tôi cho left của nó, xin lỗi, tab vào trong tab này thì cô cho nó ở là 1.8, ví dụ vậy đúng không? 1.8 và cô cho cái này, cô set cho nó, thì cô bấm ok. Nhưng mà cô muốn cái nhân vật này nó nằm trước con thì cô sẽ right click, cô chọn cái right, cô thử nhé, cũng ok không thì nó cũng vậy, không không có được cái gì hết. Nhưng mà cô muốn nó ví dụ chậm 3 thì nó như thế nào, 1.8 là ngang, 1.8 nó dừng lại mà tab trước, cancel function. Đó, chúng ta tab là nó có đưa ha, cái tab đầu tiên thì vô hình dung nữa, đây chúng ta nên tạo một cái tab khác nữa ở tại cái vị trí này để nó định vị cho chúng ta, và ở đây chúng ta sẽ tab thì nó ra cái tab như chúng ta mong muốn, chúng ta có thể kéo dài nó ra ha. Ok rồi, tới cái thông giáo này cũng tương tự như vậy, chúng ta yes về lại đây, chúng ta có thể tạo một cái tab cho nó ở đây để kéo nó về. Còn cái tab chúng ta muốn mình đặc trưng theo cái gì á thì chúng ta phải tự định nghĩa thêm ở đây các bạn nhé. Còn kéo trực tiếp ở trên này nó chỉ có default là trắng thôi, nếu muốn thì chúng ta phải đào click, ví dụ vậy ở đây. Ví dụ cô muốn tạo ở ngang kia chỗ này là phải này, nhưng mà cô không phải là left mà cô muốn nó right, nó dừng ngang đó và nó có kiểu số 5, nghĩa là dần dài như thế này, rồi cô set cho nó, rồi cô bấm ok. Thì ở đây nếu mà cô bấm, ở đây cô bấm nó chạy hợp nhất phím này của trên yes mà. À, ok, bởi vì cái của cô là định nghĩa lại cái 0.5. Rồi, bởi vì trong lúc này chúng ta thì define tại cái location thì sai, hiểu không? Nên bây giờ giả sử tôn giáo này chúng ta phải án chừng nó phải nằm ở vị trí là 35 đúng không? Ví dụ 344 nha, hả? Thì chúng ta phải chỉnh sửa ở đây nè. Nó phải là 5 và nó là đây. Thì cô bấm set thì nó mới lù đúng không? Mà đây thì các bạn thấy nó mới lù. Mình bấm ok. Bây giờ các bạn thấy nó hiển thị không? Và ở đây tương tự như vậy, cái dòng này nó phức tạp. Ví dụ đây các bạn muốn nó dài ra, khi đã có rồi thì các bạn cứ kéo nó dài thì nó sẽ dài, nhưng mà chưa có thì sao, chúng ta phải định nghĩa không, muốn xóa nó đi cái cầm kéo và thả xuống là nó mất ha. Ở đây ví dụ thấy nó sát nhau quá này, mà ở đây nó thì chúng ta có thể kéo này lại để cho nó cân đối. Yes. Nhưng mà giả sử nó tới nó vượt quá cái khoảng cách này thì nó lại biến mất đúng không? Ok, hôm sau thì chúng ta cứ để khoảng cách đây đẹp, thì phía sau này chúng ta cũng nên để khoảng cách đẹp, thì chúng ta kéo cho cái này nó xa ra hơn thôi. Và tôn giáo này chúng ta có thể kéo
35 nữa, 35 là 365, và 365 là bình thường thì cô sẽ clear 365 này đi. Thì 35 này thì 356 này á, thì cô 356 này cô áp dụng lên đây. Rồi 8 này quốc tịch này, cô cũng tạo một cái mới đúng không, background, ok. Tạo nó nằm đến đâu, nó đến 662 luôn, hãy như 62 của mình luôn, 6.2. Rồi chúng ta chọn năm, rồi chúng ta bấm save, rồi chúng ta kiểm tra là 6.2, ok. Rồi chúng ta bấm tab cái thì nó sẽ dài tới đây, nó canh đều đây. Rồi tình trạng hôn nhân, tương tự tình trạng hôn nhân ở đây thì chúng ta ấn chừng nó sẽ chạy tới đây 3.4 này. Rồi chúng ta vào 3.4. Chúng ta xét rồi đến 3.4, đúng là chúng ta ok rồi. Ở đây chúng ta cái này nó bị cái này, để chúng ta xem cái định dạng bên ngoài của chúng ta nó cũng bình thường không có gì hết, sao nó luôn bị vướng bận lại cho dòng nó, ủa sao thấy cái biến mất rồi, ngày 3.4 rồi. Chúng ta muốn cái này chúng ta select cho nó, chúng ta kiểm tra lại chọn đúng rồi, ok. Thì cảm giác như nó bị chèn đến 3.4 là tới đây, bởi vì nó là led. Thì giả sử bây giờ như bạn trên này cô cũng như vậy mà, cũng là led thôi mà. À, các bạn thấy nhưng mà cảm giác hơn là right, ok. Rồi chúng ta chỉnh lại. Thấy cái này cũng mất thời gian với cái thằng này quá đi. Ok. Động tác là nó mất bởi vì cô mình nó undo á thì nó bay mất. Đây cô chọn right á, cô bấm set này, rồi sau đó vào 8 cô nó là 35, nó bấm ok. Thì ở đây 3.8 tới đây can right, nhưng mà cái tình trạng hôn nhân này của cô á thì nó bị lùi sâu, cho nên bây giờ cô ít cái này và cô đi phía trước, có một phía trước hơn, nhưng mà nó luôn luôn là bị lùi ra đây, thì cái dòng này nó có vấn đề gì đây nhỉ? Right. Đổi nó về left, set left, ok. Thì nó cũng 7 thôi à. Không như là mưa nối lại như thế này. Chat cái dòng này rất là khó chịu. Ok, left 15 rồi. Đúng rồi, lát ok, đi xuống small centimeter hả, bây giờ lát rồi bấm ok, 3.8 ok. Cái tab đầu tiên à, vậy thì cô nên cho một cái tab phía trước này nè các bạn, cô bấm ở đây có cái tab đầu tiên này, bởi vì cô định nghĩa có nghĩa là một cái paragraph như vậy, mình nghĩa là tab đầu tiên thì mình không có, mình nghĩa này thì nó chỉ hiển thị tới đây thôi. Sao em mất thời gian. Vậy có nghĩa là không phải là mình chỉ add cái tab mà cái tab của mình là 3 chấm mấy, có nghĩa là mặc định mình tại đây mình chọn tab cái là nó nhảy tới cái apply đó luôn, cho nên cái chữ mà dồn vậy thì kinh nghiệm này tới đây các bạn sẽ có phải có một cái tab nằm phía trước tôi kinh tới đây, rồi tới đây mới thêm cái tab của mình mới ha. Cái này là một cái phần mà các bạn nên nhớ thôi, tôi làm thì các bạn nhớ. Ví dụ ở đây chúng ta kéo cái này, đúng rồi,
chúng ta có thể tạo cái tác mới cho cái này, và chúng ta kéo đi cho nó sát hơn một chút. Và ở đây chúng ta thấy nó sẽ một cách ngắn tới 6.2 thôi. Rồi hoặc chúng ta định nghĩa ở đây cho một cái 6.2 ở đây, thì chúng ta right click lên nó, và chúng ta đổi cái chìm 6.25 cái này này, chúng ta đổi nó về 5 và cho nó lát một. Ok, chúng ta set và chúng ta kiểm tra 6.2 này. 6.2 chúng ta cho nó giống như bên trong nó set rồi, chúng ta cũng ok. Chúng ta tap thì nó sẽ chạy tới đây 0.2, các bạn thấy nó dài hơn cái này một chút đúng không? Thì chúng ta có thể là nhấp đôi ở đây. Oops. Chút cái chọn và thả các bạn nhé. Trước đây thì các bạn thấy là các bạn có thể đổi lực 6.25 nó đổi về 2.2 rồi đó, và chúng ta giống như tạo một cái mới vậy đó. Set 6.25 thì chúng ta sẽ clear đi, sau đó chúng ta kiểm tra 6.2 chúng ta lưu thì nó sẽ về lên đây. Thì lưu ở đây có, chúng ta chờ có một chút ha. Rồi, bây giờ các bạn lên điểm danh. Rồi bây giờ nó đăng ký khai sinh tương tự ở đây, thì nó đã có một cái, chúng ta phải nên định nghĩa cho nó một cái tab phía trước và này nó, để chút nữa chúng ta không có bị lố mà không có bị mất dấu khi chúng ta dùng cái tab ở đây. Rồi ở đây chúng ta thêm một cái tab, và cô muốn nó tab thì chúng ta chạy đến chỗ này và chúng ta nói là 3.75 đúng không, chúng ta đổi về 5 này, chúng ta lưu nó và chúng ta kiểm tra 355. Ok rồi, nó chạy tới đây rồi. Bây giờ chúng ta 011 nó chạy hết không các bạn, chạy hết thì sao, chúng ta kéo này dài ra thôi. Ôi trời, nó mất luôn. Yes, chọn nó mà chúng ta phải 6.2 các bạn nhớ không, 6.2 biết cô đang quay không. Ok, 6.2 rồi chúng ta chọn 5, chúng ta set 6.2, chúng ta bấm ok. Đây, tốt nhất là tại đây luôn. Nó tại 4 thì cô phải xóa cái này đi luôn. Cái chúng ta định nghĩa là cái sau thì nó mới liền một mặt ha. Tương tự quy quán thường trú và các bạn làm cho đến hết ha. Ok rồi, và tương tự làm tiếp nữa cho cái dưới này. Còn cái ở dưới này á ha, cô làm cái này thì cô có nhiều cách, nhưng mà hiện tại rồi, còn cái chỗ này thì các bạn thấy là ở đây cô tricky, cô đang quay video rất tricky. Cô thêm cái dạng table để chèn phía bên trái và bên phải này, insert một cái table con để tạo ra cái này, cho nên thấy nó và dòng đầu thôi, cái ô đầu ở dưới này mình sẽ copy đi tiếp thôi, tận dụng. Thì đó là một trong những cách làm nó nhanh nhất, ngồi vẽ từng con nhất nhất thì khoảng cách nó khác. Alright. Rồi bây giờ kéo xuống dưới này thì cũng sẽ tiếp tục tab những cái chấm đó, thì dĩ nhiên mình sẽ phải làm thủ công theo từng dòng, những dòng nào giống nhau thì không sao, phải thủ công và nhớ cái định vị ở đây. Ví dụ cái dòng này thì các bạn sẽ thấy nhìn trên cái màn hình đó, nó nhìn thấy cái ruler này, chúng ta phải hỏi cái hai cái tab đúng không, tab đầu tiên để nó vào cái vị trí đầu, và tab thứ hai ở cái căn phía bên này, và tab đầu tiên á thì là khoảng trắng, tab thứ hai thì nó sẽ là chấm 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 nhá. Thì giả sử thử chọn vào grab và trong tab thì chúng ta thấy đó, nó 0.5 ở đây, 0.5 và 6.2 ở đây, 6.2 là ra vị trí này nhá, 0.5 là tại vị trí phía trước là 0.5. ok rồi, các bạn làm tiếp để hoàn thành cái này ha. Cô xin dừng video về cái này ở đây.